Trưa ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1982, ngụ xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào những năm 2010, 2011, 2012, Nguyễn Thị Hồng Nhung với chức vụ kế toán ngân sách tại Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã không ghi thu, ghi chi, không hạch toán đầy đủ kịp thời số tiền này vào ngân sách xã, kết thúc dự án xây dựng công trường tại một số tuyến đường giao thông liên thôn, không lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không báo cáo bằng văn bản về nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã với Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, theo kết luận giám định của Sở Tài chính Hà Tĩnh xác định hành vi quản lý chi không đúng nguyên tắc tài chính về nguồn vốn viện trợ, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 608 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Nhung đã bỏ trốn trước đó. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Thành Tôn, sinh năm 2000 ở Ninh Bình, Vũ Văn Phong, sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, Đào Văn Thái, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ, cùng 10 người khác về hành vi cho vay nặng lãi trên không gian mạng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động tín dụng đen trên. Đáng chú ý, người vay chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud. Nhóm đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân, rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Công an tỉnh Bắc Giang xác định đây là một đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Đường dây trên đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỷ đồng, với lãi suất từ 319% trên năm đến 629% trên năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC đang trốn truy nã vào ngày 10 tháng 7. Trong vụ án này, bà Nhàn và hai thuộc cấp gồm bị cáo Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC và Trần Đăng Tuấn, trưởng văn phòng đại diện AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và cấp dưới là bị cáo Phan Tất Thắng, cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị cáo là đồng phạm còn lại bị xét xử cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, quá trình tham gia dự thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nhàn với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Sau khi trúng thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Sô 6 lần với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng để cảm ơn. Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xét xử vắng mặt. Năm 2022, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định đấu thầu, đưa hối lộ xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Năm 2023, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội danh vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15 tháng 7 tới, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Trinh, 38 tuổi, quê Hải Dương, cùng 22 đồng phạm về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Hưng, 45 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục trong 3 ngày. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trương Văn Trinh thuê các tàu khai thác cát trái phép và trực tiếp tổ chức điều hành nhiều thuyền trưởng, thuyền viên điều khiển các tàu hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ để thu lợi bất chính. Căn cứ vào sổ sách ghi chép thu giữ, số cát thu giữ quả tang,
xác định từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trinh đã chỉ đạo nhóm cát tặc khai thác 74.600 mét khối, giá trị tương đương hơn 9,4 tỷ đồng. Mặc dù Trương Văn Trinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng, nhưng kết quả đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch từ 46 tỷ đồng đến hơn 49 tỷ đồng. Trương Văn Trinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản, cháu Trinh chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng, Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, theo dõi quy luật hoạt động, đơn vị đã bắt quả tang Tạ Công Quảng, sinh năm 1998, ở số 31, ngõ 133, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Mặc dù rất gian manh khi thường xuyên thuê các ngôi nhà khác nhau để thay đổi nơi cất giấu ma túy, nhưng vào 13h30 phút ngày 6 tháng 6, Tạ Công Quảng đã bị tổ công tác của Công an phường Quảng An và đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ bắt giữ khi đang vận chuyển gần 18 kg ma túy tổng hợp các loại để mang đi bán trái phép kiếm lời. Qua phân loại, số ma túy bị bắt giữ rất đa dạng, gồm cocaine, ketamine, methamphetamine, ketamine. Hiện Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giam đối tượng Tạ Công Quảng để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 100 gram ma túy dạng ketamine. Trước đó cuối tháng 6 năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Hồ Quốc Hùng, 31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt sẽ nhận ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Lâm Đồng. Ngay sau đó, các tổ công tác đã tổ chức xác minh, theo dõi và đột kích nhà trọ trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt, bắt quả tang Hùng đang tàng trữ một gói ma túy dạng ketamine có trọng lượng 100 gram. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận mua ma túy trên của một đối tượng không rõ nhân thân hiện ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 50 triệu đồng với mục đích đem về Đà Lạt bán lẻ kiếm lời tiêu xài. Qua khám xét tại nơi ở của Hùng, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều tang vật có liên quan như cân tiểu ly, điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.